Đúng là RM5V3 tầm giá 32 triệu chỉ là giá trên TikTok mà thôi. Rồi là rất là nhiều comment của anh em giá TikTok này, đâu là giá ảo này, để có tin được hay không. Thì ok, hôm nay mình sẽ trả lời cho anh em tất cả những câu hỏi đấy nhá. Rất là nhiều anh em có hỏi em về này là những cái xe ấy, tại sao mà giá trên TikTok em lại để rẻ như thế. Đúng nha anh em, bởi vì rất là nhiều xe mình để trên TikTok giá cực kỳ êm, trong khi giá niêm yết ở bên cửa hàng mình đang bán, ví dụ như chiếc xe này mình đang bán ra trên giá niêm yết của cửa hàng đang là gần 34 triệu. Nhưng mà tuy nhiên ở trên TikTok thì mình cũng sẽ để cho anh em giá cực kỳ êm. Và rất là nhiều anh còn bảo này là liệu khi mà em đăng giá lên như thế, điện nhân viên lại báo giá khác thì có đúng hay không? Thì hoàn toàn là không đúng nha anh em, bởi vì tất cả những cái xe mình đăng bán cho anh em thì toàn chắc chắn là cái giá đấy nha anh em. Chỉ có điều ở trên TikTok ấy thì mình hay báo cho anh em là tầm giá, ví dụ như chiếc xe này mình báo cho anh em là tầm giá 35 triệu. Cái chiếc này mình cũng bán rồi đây này, đây là những cái chiếc mà trong buổi sáng ngày hôm nay mình có gửi đi cho khách này. Đấy, thì mình bán là tầm giá 35 triệu, thì nó sẽ có thể nảy lên là 35 triệu 500, hoặc là 35 triệu 800, hoặc là 35 triệu 300. Thì cái đấy anh em hỏi nhân viên bán hàng thì sẽ có nha anh em. Còn về vấn đề anh em hỏi cũng rất là nhiều, đó là tại sao khi vừa hỏi, vừa thấy đăng video lên được tầm khoảng 1-2 tiếng hỏi thì đã báo hết xe rồi. Thì chính là như thế này đây nha anh em. Bởi vì trong video ngày hôm qua anh em có thể để ý là ngoài 4-5 chiếc xe này ra thì mình còn bán đi thêm 2-3 chiếc nữa cơ, chứ không phải là trong ngày hôm qua là có 14 chiếc thì mình đã bán đi tầm khoảng 5-6 chiếc rồi. Đấy, chính vì thế mà xe cũ thì nó chỉ có một xe thôi anh em ạ, nó không phải như xe mới, xe cũ chỉ có một xe. Nhiều anh em hỏi chốt cọc rồi thì tất nhiên là bọn mình sẽ báo là hết hàng. Ví dụ chiếc này bây giờ mình sẽ đóng hàng để gửi đi cho khách cái này. Và chiếc xe EH 300i này mình còn gửi đến tận Sài Gòn nha anh em. Và anh khách cọc rất là nhiều, anh khách cọc trước cho bọn mình tận những 60 mấy triệu để gửi chiếc này ra ngoài Sài Gòn. Cảm ơn anh em rất là nhiều khi anh em tin tưởng em như thế. Đấy, nếu mà anh em nào mà muốn mua xe rẻ mà giá thì là giá TikTok thì anh em cứ qua cửa hàng em nha. Ở bên cửa hàng mình thì còn rất là nhiều loại xe, ở bên cửa hàng mình đang sẵn rơi vào tầm khoảng hơn 100 đầu xe cho anh em lựa chọn. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.